Vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em. Tiếp tục video hôm nay, em sẽ cùng các bác mở nội thất một cặp loa Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ, dòng loa 3 đường tiếng JBL. Model của cặp loa này là MR835. Đẹp xuất sắc luôn. Em quay cho các bác sơ qua về hình thức bên ngoài. Bác nào muốn quan tâm đến nội ngoại thất thì có thể kết nối Zalo với em theo số điện thoại 077226096 hoặc 0368724218. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từ trong ra ngoài của cặp loa này cho các bác. Nhưng em bao zin cho các bác tuyệt đối cặp loa này, tất cả hai bát, hai trung và hai tép của cặp loa này zin tuyệt đối, và hai phân tần thùng vách đẹp xuất sắc luôn. Bao zin tuyệt đối luôn và bao đẹp cho các bác, kể cả nó đã zin rồi nhưng kể cả tí nữa em sẽ quay cho các bác nội thất nó còn rất là đẹp luôn. Đây em quay sơ qua cho các bác về thùng vách. Các bác nhìn nhá. Thùng được sở hữu cho mình một cái chiều cao 70, ngang 70 và thu sâu tầm khoảng 50. Đấy, dòng loa 3 đường tiếng sở hữu cho mình một bát 40, một bát trung 20 và một tép. Tất cả trên dưới đều có nẹp góc và bảo vệ khi các bác vận chuyển, tránh chảy xước, và bọc bên ngoài một lớp nỉ, lớp da các bác nhé. Da còn rất là đẹp. Đấy. Logo JBL, tay sách vận chuyển. Cặp loa này là model là MR835, bát 40, trung 20 và tép kẹt. Dòng loa 3 đường tiếng, nghe nhạc và hát karaoke rất là hay. Về hình thức nó đẹp xuất sắc luôn, em khiêm tốn với các bác là đẹp 90%, trên 90%, chưa nói là hơn, em cứ khiêm tốn như vậy. Còn đẹp trong thì bây giờ em sẽ cùng các bác tháo tất cả cái ốc này ra để tránh mất thời gian thì các bác. Đây, em nhấc cái căng này ra để cùng các bác chiêm ngưỡng cái độ đẹp của cặp loa này, độ zin của cặp loa này. Em thông báo với các bác là em bao zin cho các bác xịn sò từ bát, trung, tép và phân tần, nó đã zin cho nó còn rất là đẹp. Các bác nhìn nhá, một bát 40 gân vài lụa tầm dầu. Và cái gân này các bác chơi nhiều năm, các bác không bao giờ phải lo hỏng gân bởi cái độ bền của cái gân này rất là cao. Mà các bác chỉ cần mua cái lọ keo dưỡng gân ấy, các bác quét một lượt này là các bác lại chơi tiếp. Nên độ bền gân vải lụa nó rất là tuyệt vời, mà nó đánh công suất lớn, tiếng mát nó căng và uy lực. Dòng loa này các bác không phải đầu tư thêm bất kỳ một dòng loa nào nữa, bởi vì nó đủ các cái giải bát trung tép. Đây là một cái bát 40, các bác nhìn màng bát còn rất là đẹp. Đó, em nhấc cho bác cái bát này lên, và một trung 20 cũng rất là đẹp luôn này, xịn sò tuyệt đối luôn. Đây, em nhấc cái bát thì các bác nhé, tháo sẵn ốc rồi để tránh mất thời gian các bác. Em sẽ quay cho các bác hàng bao zin. Bác nào mà phát hiện một chỗ nào sửa chữa ở cặp loa này em biếu không luôn, em bao zin tuyệt đối cho các bác từ bát này và bao đẹp luôn. Có nhìn cái bát là nó zin tuyệt đối nhá, bao zin và bát này còn rất là đẹp, được sử dụng mình một cái nội thất tuyệt vời, 6 xương gông đúc hợp kim nhôm, và trên màng của bát bao giờ phải có số lô này, đó là hàng xịn của Mỹ, chân kẹp này. Đấy, tem này và cái sắt từ này, cái từ này còn rất là đẹp mà mới nhá, rất đẹp luôn. Các bác nhìn nhá, cực kỳ đẹp. Đó là bát. Bát đèn dưới này. Em sẽ nhấc cho bác cái chung. Phía bên ngoài chung rất là đẹp. Đấy, cũng gân vải lụa tầm dầu. Các bác chơi nhiều năm các chỉ cần dưỡng gân là các lại chơi tiếp. Và tất cả cái vanh của bát và của chung nó đã bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối hết. Em nhấc lên các bác ngắm nhìn tiếp cái chung nữa. Chung có đường kính 20 và nó zin tuyệt đối tiếp này. Các bác nhìn nhé, nên bác nào cứ ở hàng xa hàng nghìn cây số bác rất là yên tâm khi sở hữu những cặp loa này. Em bao zin cho các bác luôn, chung đó, zin tuyệt đối và nó còn rất là đẹp. Đấy, chung có đường kính 20 này, đó, rất đẹp luôn. Đường kính phía sau của chung này, các bác nhìn nhé, nhện zin, bao zin xuất sắc luôn. Đây, quay chỉnh hơi sáng cho các bác nhìn rõ này. Đó, zin tuyệt đối, em nhắc lại là zin tuyệt đối và nó còn rất là đẹp. Tất cả cái bông tơ âm này, các bác nhìn nhá, Mỹ xịn đấy. Phần tần zin tuyệt đối, tiếp phần tần nữa em kiểm tra kỹ rồi. Đây là tép, tép rất là tồi từ, rất là to và cũng cực kỳ đẹp. Đây, tép này, các bác nhìn này, đó, Mỹ xịn nhá, các bác nhìn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Dòng loa này tiếng của nó quá hay luôn. Có nào chơi những căn phòng nó rộng tầm khoảng 30m² trở lên, quá ngon. Đó là bát trung tép. Quay cho các bác về phía nội thất này. Bông tiêu âm còn rất đẹp luôn. Thùng này là thùng gỗ ốc chó, chỉ có loa Mỹ mới có cái thùng này, gỗ này các bác nhá. Đấy, và dây này, các bác nhìn dây loa Mỹ xịn này. Đó, dây loa Mỹ xịn đấy, nhìn chưa. Tất cả dây loa Mỹ xịn bác nào dành về loa, các bác nhìn dây này đã biết này. Đó, những đôi loa JBL
riêng từng con ốc, ốc Mỹ đó, 835 dòng loa 3 đường tiếng, đẹp xuất sắc luôn. Chất âm của dòng này thì cực kỳ hay. Bác nào có nhu cầu về cặp loa Mỹ xịn JBL 835, các bác liên hệ điện tử Cao Phong để sử dụng mình, sử dụng cho mình những cặp loa Mỹ xịn JBL 835 này. Đây, em để cả ba bát trung tép lên cho bác ngắm nhìn luôn. Đó, bát trung tép, bác nhìn nó rất là mới luôn. Từ của bát rất là mới. Cả hai quả em đã kiểm tra nó đồng đều như này, zin tuyệt đối luôn. Quá xuất sắc cặp loa Mỹ xịn JBL MR 835 các bác nhá. Hàng bao zin. Các bác ở cách xa hàng nghìn cây số các bác có thể yên tâm sở hữu cặp loa này. Nó là zin nó còn rất là đẹp, thùng vách bên ngoài rất đẹp luôn. Đẹp trên 90%. Em cứ khiêm tốn cho các bác. 90% trên 90% luôn. So với hàng mới em cứ khiêm tốn như vậy. Quá đẹp. JBL MR 835, đây là thông số phía sau. Quay cả thông số đầy đủ cho bác. Đây, thông số phía sau nhé. Bác nhìn nhé. MR 835, hàng sản xuất tại Mỹ, bang California. Đây, chỉnh nét hơn các bác nhìn rõ nhé. Đấy, USA nhé. Đó, MR 835. Đường vào ra rắc 6 ly. Đây, các cái thông số này. Đánh min, đánh mắc này. Tối quá nhỉ. Điện thoại nó nét hơn để có nhìn rõ này. Đó, rõ hơn này. Đó, rõ hơn này các bác nhỉ. Điện thoại xoay luôn ở phía ngoài sáng. Đây, đó, thông số đấy. Có nhìn rõ chưa? Đây là thông số này. Phía dưới này, tem này. Hàng bao xịn xò các bác yên tâm. Quá đẹp, thùng vách đẹp xuất sắc luôn. Lớp da bên ngoài còn rất là đẹp nhé. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đây, quay. Các bác ngắm nhìn cái từ của nó. Rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp. Từ còn rất là mới. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu và muốn xem nội ngoại thất của cặp loa này thì các bác kết nối Zalo với em theo hai số điện thoại 0772260096 hoặc 0368724218. Em ship hàng toàn quốc.